Đây, nhiều anh em cứ bảo là làm một cái bộ đèn khoảng 4-5 triệu, cái chi phí nó cao đúng không, bỏ ra cao. Thì đây anh em thấy không, khi mà độ một chiếc đèn cho một chiếc xe này, anh em thấy không ạ, phải tháo toàn bộ hết những cái chi tiết cản chiếc này ra thì bọn em mới độ được. Rất là nhiều con độ rất là khoai và khó khăn, yêu cầu cái trình độ thay nghề tay nghề thợ yêu cầu cao nhá các nhá. Đây như con, đây là cái con chi tông mà bên em độ đây. Nguyên bản của nó đèn pha đèn cốt nó sẽ ở trên này, còn bên khung bên dưới là đèn cầm. Nhưng mà cái đèn trên này rồi thì anh chủ anh muốn giữ lại cái cụm đèn trên này nhá, giữ nguyên lại. Đây là cụm đèn led rồi và ánh sáng nó cũng gọi là tạm đủ để mà đi rồi, nhưng anh không muốn thay ở trên này nữa. Và cái giải pháp tăng sáng đó là đưa cái cụm đèn đấy về với cụm đèn gầm đây. Anh em thấy không ạ? Làm lại hết toàn bộ chụp và chống nước anh em nhá. Đấy. Bi sẽ độ ở đèn gầm này cho anh em này. Tất cả đều là bắt vít. Đấy. Và cả bắt vít hết, có sẽ có chụp che chắn hết tất cả này. Đây là cái thợ kỹ thuật bên em đang thi công lại và đâu sau đây là sẽ căn chỉnh xong này. Đấy anh em thấy không ạ? Làm một bộ đèn này tháo tung hết cả những cái cản này ra rất là vất vả để mới hoàn thiện được cái bộ đèn căn chỉnh chuẩn, chống nước, kỹ thuật chống nước cho anh em, để đảm bảo cho anh em là đi trong thời gian dài không bị chống nước này, và đảm bảo cái độ khe hở để cho cái bi này nó có thể tản nhiệt ở bên trong. Đấy, nhiều anh em làm là chỉ anh em bo hết vào này thì cái bi nó không có độ tản nhiệt nữa, nó sẽ bị chết led. Đấy. Nên là yêu cầu kỹ thuật thi công rất là cao khi mà làm những bộ đèn, anh em phải hiểu về chiếc bộ đèn đấy và thi công nào cho đúng cách để làm sao giảm thiểu những cái chi tốt nhất, những cái độ bền và để làm sao tăng cái độ bền của và cái tuổi thọ của bộ đèn lên, và ánh sáng thì vẫn là đảm bảo cho đưa ra cho anh em. Đấy, anh em hãy chờ đón kết quả trước và sau khi bên em độ đèn xong thì nó sẽ như thế nào ạ.